Đây là con thứ ba của bác Khương. Son đi đỏ. Theo bác ấy viết là chạy bình thường, một bên loa không hát. Tình cho cần gạt. Cái tình cần gạt này thì nếu có em sẽ lắp cho. Em chưa biết là có hay không. Nó chỉ bị tịt một bên loa thôi. Bây giờ em sẽ test nhé. Tại vì lắm lúc vận chuyển nó bị lỏng cái ổ điện kìa. Thì nó lại cũng tịt. Em ngó trong ổ điện kia không thấy cái cầu chì đâu. Đây là vị trí của cái cầu chì này. Không biết là nó có chạy không. Mất cầu chì như vậy. Thứ hai nữa là đó là cái motor, cái pulley. Pulley được thay thế bởi cái đầu nhựa này. Đấy, không biết thì bác có nhu cầu thay lại cái zin của nó không? Cái zin của nó bằng đồng cơ. Tuy nhiên nếu mà nó chạy tốt thì chúng ta dùng cái nhựa này cũng được, chả sao. Tùy. Nhưng mà em nghĩ nên thay bằng đồng thì nó tốt hơn. Ok, bây giờ test đã. Đây, điện vào đây nhưng mà bị hỏng volume rồi. Gạt xuống. Cái này không thể chạy. À chạy rồi. À đây, được thấy một loa bên kia. Loa này không thấy gì. Đếm nhất cái băng vào xem lại. Đem đấu ngược loa bạn. Loa này là loa bên này. Loa kia là loa lẽ ra loa bên phải, nhưng em đấu cái chỗ dây này. Đấy, em lại đấu cái dây dây loa trái sang cái loa phải này, thành ra gạt sang trái thì nó lại ra loa này. Đây là loa bên phải. Có nghĩa là loa trái nó bị tịt. Equalizer vẫn ngon. Sợ nhất là cái con IC này nó bị cháy. Hàn rất khó luôn. Quay nó không bị giật. Tiếng hơi méo. Ok, xem nào. Bác ấy yêu cầu không cần radio, không cần sửa radio thì em cũng không sửa nhá. Chẳng qua là đôi lúc kiểm tra ấy, cần phải kiểm tra xem radio nó hoạt động như thế nào để mình so sánh. Sau đó mình phải tìm ra những cái lỗi của nó. Do đó lắm lúc cần phải mở bằng radio. Cái này em nghĩ cái này nó méo tiếng là phải thôi. Cái nhựa này nó không ổn. Chắc là phải thay cái nhựa này đi thôi. Bị xuống này, bị thấp xuống nó sát vào cái bề mặt đi. Dây qua nó sát vào bề mặt nhựa này. Bên này này. Trong khi đó mà cái này thì chắc quay đã đều, thành ra đây các bạn nhìn này, nhìn nó cứ không tròn này. Không tròn ở cái rãnh này, thành ra nó méo tiếng là cái chắc rồi. Tịt một loa. Ok, thì em kiểm tra xem vì sao nó tịt một loa nhé. Đây là cái loa nó bị tịt này, không có tín hiệu gì luôn. Volume lên hết cỡ này. Nhỏ hết cỡ này. To hết cỡ này.
Đấy, em phải giảm xuống nha để em kẹp sang bên này này, chắc chắn là cái loa bên này nó lại kêu này. Đấy, thấy chưa, kêu ngay. Còn cái này thì nó không có tín hiệu gì luôn, kể cả xì cũng không có luôn. Thế cho nên em đang nghi là nó bị ngắt cái đoạn ra loa. Đấy, volume hết cỡ này. Nếu mà nghe tiếng xì và tiếng lục bộp gì, nếu chúng ta sờ tay ở đây thì còn nghi là nó bị sao ở công suất. Nhưng cái này không có tín hiệu luôn. Bây giờ em kiểm tra đã nhé. Em sẽ phải cắt cái đoạn video đi, tại vì là em kiểm tra nó hơi mất thời gian. Bây giờ em cũng chưa biết kiểm tra cái chỗ nào nữa, phải dò từng tí một các bạn ạ. Cho nên mất thời gian những cái đoạn này em không quay video được. Con này nghi khả năng lại chết chết IC các bạn. Chết một vế của IC. Tại vì âm thanh nó ra trực tiếp thì con IC này ra loa luôn. Chỉ có qua một con tụ thôi. Đây chân này. Từ chân này ra này. Ra đây. Qua một con tụ qua đây. Sau đó ra cực đỏ này luôn này. Đấy, đây là cái chân cái loa bên bên trái nhá. Đấy. Không có tiếng xì cả. Hiện tại loa này thì em đấu này, các bác vẫn nghe tiếng xì. Tăng volume lên để cho các bác nghe rõ hơn. Đấy. Đấy. Loa bên kia không thấy có tín hiệu rồi. Thế em kiểm tra rồi. Em tưởng là nó bị hỏng ở cái chỗ phone này, nhưng mà cắm phone vào nó cũng bị như tịt như vậy. Em phải kiểm tra như vậy tại vì là có những cái trường hợp mà nó bị chập ở đây. Tại vì cái này có cái nhiệm vụ là ngắt loa khi các bác cắm tai phone vào. Biết đâu nó bị chập, chúng ta chưa cắm nó đã ngắt rồi. Biết đâu nó bị như thế nên em phải kiểm tra. Nhưng mà không ổn. Nó âm thanh trực tiếp từ đây ra luôn. Em vừa test con tụ này, nó vẫn ok. Đấy. Đây cả con tụ này nữa này. Tụ khác từ máy khác em thay vào vẫn không được. Khả năng là IC rồi. Sao máy, mấy con máy nhà bác toàn bị IC. Mỗi con bị một bệnh luôn. Cũng đều IC công suất hết. Con đầu cũng IC công suất, con thứ hai cũng IC công suất, chập mạch. Con này hy vọng là nó chỉ bị ở cái phần IC thôi. Bây giờ em phải đo đã nhá, đem đo xem đầu ra có đủ điện không. Ok, em sẽ test cái điện của con IC này. Bây giờ em sẽ đo chân số 1 chứ nhá. Chân số 1 là cái loa đang già này. À không, chân số 2. Em xin lỗi, chân số 2. Đấy, các bác nhìn đồng hồ 4,7V này. Cho các xem lại 4,7V này. Bây giờ em kiểm tra cái loa nó không ra nhé. Đấy, 7,4 nó ngược lại. 7,4. Bác nào mai oánh lô oánh đề có con 7 con 4 rồi. Một loa là ra 4,7. Đây bây giờ nó tụt 4,66, chúng ta lấy con số 4,7 nhé. Vẽ lên 4,7. Đấy, 65 này. Đây, 7,4. Đây các bác nhìn thấy đồng hồ. Đấy, vậy là nó lệch bên rồi. Lẽ ra hai kênh thì nó sẽ phải là ra nó bằng nhau. Ở đây cái kênh tịt thì nó bị nhiều điện hơn. Có nghĩa là điện nó bị tràn sang cái kênh mà bị mất tiếng này rồi, cho nên nó bị tịt tiếng. Bây giờ để chắc ăn hơn nữa thì em phải đo cái chân số 1. Các bác chú ý đồng hồ nhé. Hơi mở tí tại vì em để nét vào đây. Em phải đo chân số 1, chân số 1, à chân số 12, chân số 12 là điện vào. Thế em phải nhờ điện vào đây, điện vào hay là. Đúng rồi, điện vào nó hai cái cực này các bạn. Hai cực này chính là hai cái dây này, này. Từ kia vào trực tiếp vào đây luôn.
thì là một chân nó vào đây, một chân nó vào đây. Vào đây thì là vào chân số 12 này. Đấy. Vậy các bác chú ý đồng hồ ở xa kia nhá. Em kẹp vào một cực âm này và một chân, một cực dương vào chân 12 này. Ô, sao nó không lên? À. Em không cắm điện. Ok. Kẹp lại này. Đấy, 10V vẫn đủ nha các bác nha. 10,4V. Nó cứ dao động khoảng 9, mấy đến 12, gần 12V thì là nó đủ điện các bạn. Tại vì con đài này, này nó chạy cái biến thế nó tầm đấy. Đó. Chân 1 thì 7V, 8V. Ra cái chân loa tịt này cũng 7V hơn, bị tràn điện. Em không biết gọi là tràn điện có đúng không, nhưng mà em nghĩ con này sẽ chập, không biết là gọi từ tràn điện thì nó đúng không, hay là sử dụng từ chập điện nó đúng hơn. Tại vì chuyên môn điện tử thì em không rành lắm, nhưng mà em cảm giác nó sao thì em nghĩ nhào thì em nói như vậy thôi. Bị tràn điện có nghĩa là lẽ ra cái điện điện nó không sang cái cực đấy, nhưng mà ở đây nó bị lẫn sang cái cực đấy, thì em cứ gọi là tràn sang, hay các bác gọi là chập điện cũng được. Cái này chả quan trọng lắm, nhưng mà đại khái là nó bị sai về cực điện. Các bác cứ gọi là chập cái gì cũng được. Con của bác Khương này toàn con chết hiểm thôi các bác ạ. Nó chết con ngầm này. Khả năng thế, em chưa 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 đoán chính xác đâu, nhưng mà bây giờ em đang cắt con này ra thì nó có tín hiệu này. Đấy, đấy, đấy. Loa này là loa phải này. Và loa trái này. Đấy, lúc nãy nối với con ngầm này nó không có tín hiệu, bên em cắt ra thì nó có tín hiệu. Chứng tỏ nó đâu đó nó chết con ngầm này rồi. Bên phải thay con ngầm này bằng một cái con khác. Thử xem. Đây các bác ơi, dò cả đêm mới ra. Nó là chết con trở này, này. Con trở từ đây qua đây. Em phải dùng dao lam cắt này, cắt hai đường này. Và thay vào đó em đấu qua con trở này để đang test thử xem. Nó ra ngon lành hai kênh loa kia và loa kia, giò khó biết các bạn, tại vì nó không có tín hiệu. Bây giờ sờ vào có tín hiệu này, đấy đấy, đây kênh phải nhé, đây kênh trái này, đấy, sờ vào công suất phải có tín hiệu như thế thì mới ok được, do bị chết con trở này. Đây con trở đây, ở đây một đầu và bên này một đầu, em dùng dao lam cắt hai cái đường này, đấy, đường này và đường này thì nó mới cắt được cái đường này, thì thay vào đó em thay bằng con trở này đấu sang ok luôn. Dò cái linh kiện này rất là khó luôn. Em nghĩ là cái này cũng được qua thợ rất nhiều rồi, không phải qua thợ nhiều mà thợ người ta cũng động đến mấy lần rồi, các vết hàn này. Dò ra rồi bây giờ đi ngủ mới yên, quá không là không ngủ say. Lạ thật, lòng teo teo này. Con nào cũng lỏng luôn, có ba cái con nào cũng lỏng, con này chặt chặt hơn tí nhưng vẫn không thua, con này cũng lỏng, thay con to này vào thì nó lại quay nhanh, con này hơi chặt hơn tí. Mình tìm xem còn con nào khác.